quân sự thế giới hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2024 có những nội dung sau. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đưa vào biên chế tàu khu trục Yahagi. Nga sử dụng bom nhiệt áp ODAB-1500 ở Ukraine. Không quân Ấn Độ sắp nhận máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên. Theo thông tin công bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, công ty công nghiệp nặng Mitsubishi vừa tổ chức lễ bàn giao tàu khu trục Yahagi cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Yahagi là tàu khu trục thứ 5 trong lớp Mogami của lực lượng này. Được thiết kế bởi MHI và Mitsui ES Shipbuilding, tàu khu trục lớp Mogami có thiết kế tàng hình, giảm tiết diện phản xạ sóng radar của tàu, giúp nâng cao khả năng sống sót của tàu. Một điểm nổi bật của Yahagi là mức độ tự động hóa cao, cho phép giảm số lượng thủy thủ đoàn xuống chỉ còn 90 người. Yahagi có chiều dài khoảng 130 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.900 tấn và khi đầy tải là 5.500 tấn. Được trang bị hệ thống động cơ diesel và tua bin khí kết hợp CODAG, tàu có thể đạt tốc độ tối đa hơn 55,56 km/h. Hỏa lực được trang bị trên Yahagi bao gồm hải pháo 127 mm, tên lửa chống hạm Toai-17 và hệ thống vũ khí cận chiến SIRAM để phòng thủ trước các mối đe dọa trên không. Trong tương lai, tàu sẽ được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng MK-41 VLS để tăng cường khả năng phòng không và chống ngầm. Bên cạnh đó, Yahagi có thể triển khai các phương tiện không người lái dưới nước UUV và phương tiện không người lái trên mặt nước USV để phát hiện và rà phá bom mìn. Trang ANNA News đưa tin, quân đội Nga đã sử dụng bom nhiệt áp ODAB-1500 tập kích một khu nhà được cho là điểm tập kết của lực lượng Ukraine ở thành phố Volchan, phía bắc Kharkov. Một đoạn video về vụ tấn công này chia sẻ trên Telegram cho thấy bom nhiệt áp ODAB-1500 của Nga đã lao xuống vị trí giữa hai tòa nhà và phát nổ, bao trùm một phần khu vực mục tiêu, đồng thời tạo ra cột khói lớn và sóng xung kích lan rộng ra xung quanh. Tổn thất vẫn đang được tính toán. ODAB-1500 là một loại bom nhiệt áp do Nga phát triển nhằm tấn công vào các công trình kiên cố, bong ke và hầm hào. Bom có chiều dài khoảng 4,5 m, đường kính khoảng 0,58 m và có trọng lượng khoảng 1,5 tấn. Bom có thể được triển khai từ các máy bay như Su-24 hay Su-34. Chúng tiếp cận mục tiêu bằng cách sử dụng kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính và dẫn đường bằng laser. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga bắt đầu triển khai bom ODAB-1500, trang bị mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ đầu năm. Chỉ trong tháng 5, tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã tiến hành 2 cuộc không kích sử dụng bom ODAB-1500.